Bạn khao khát du lịch xa hoa cùng siêu sao? Bạn khao khát thuộc top Diamond Sức Tâm Thủ Lĩnh? Nail Lip Slim Fit đưa bạn đến đỉnh cao thành công, chạm đến khát vọng, nâng tầm tri thức. 21 tháng 9, hành trình triệu thành công. 31 thủ lĩnh đạt doanh số 1 tỷ, thực chiến hành trình xuyên quốc đảo Singapore cùng cựu Á hậu Lan Phương. Chúng tôi cho bạn tận hưởng cấp của giới thượng lưu. Hãy chấp cánh cùng Nail Lip Slim Fit khắp mọi nơi. 31 thủ lĩnh, 31 tính cách, nhưng chung quyết tâm hướng về Nail Lip Slim Fit. Cái tên đăng ký trong thương trường kinh doanh. Chúng ta chạm chân đến đảo Sentosa, vườn thực vật Garden by the Bay, Jewel Super Chain, khu phức hợp nổi bật Marina Bay Sands, công viên sư tử biển Meridian Park, City Tour, tòa thị chính, nhà hát Esplanade, tòa nhà Marina Bay Sands, đồi Mount Faber, ngắm nhìn toàn thành phố sư tử biển, nhạc nước Spectra Show MBS, du thuyền Singapore về đêm. Hãy sống và hưởng thụ một cách xứng đáng nhất. Singapore chào đón thủ lĩnh khổng lồ. Hành trình kỷ niệm một năm K-Beauty. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình mà ai cũng muốn tự mình viết lên câu chuyện riêng cho cuộc hành trình đó. Và chúng tôi cũng vậy. K-Beauty, hành trình của những ước mơ. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất mỹ phẩm Khanh Cosmetics với thương hiệu K-Beauty ra đời, tự hào dưới sự điều hành của nữ giám đốc trẻ Vũ Thị Hồng Khanh. Đến nay, K-Beauty đã gặt hái được những thành công nhất định trên thị trường mỹ phẩm Việt. Chính vì thấu hiểu được mong muốn của phái đẹp về sản phẩm sạch và an toàn, mang trong mình khát vọng mang đến cho người tiêu dùng vẻ đẹp và sức sống rạng rỡ từ thiên nhiên. Sau một thời gian hình thành, nghiên cứu và phát triển, công ty đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm làm đẹp, đem đến sự an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng. Sản phẩm của K-Beauty là sự kết hợp hài hòa giữa nguồn nguyên liệu tinh túy thuần thiên nhiên với công nghệ sản xuất hiện đại. Hiện nay, K-Beauty là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên lành tính trong sản xuất mỹ phẩm sạch. K-Beauty đã đầu tư mạnh vào nhà máy đạt chuẩn quy trình sản xuất cGMP của Bộ Y tế và tự hào khi các sản phẩm đều được cấp giấy lưu hành trên toàn quốc cũng như tem chống hàng giả của Bộ Công an. Khởi đầu hành trình bằng chính sự tận tâm và nhiệt huyết đã giúp K-Beauty có được thành quả rất đáng tự hào. Đó chính là sự tin tưởng của người tiêu dùng và hệ thống nhà phân phối, nhà bán lẻ mở rộng trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc và đang trên đà vươn ra thị trường thế giới. K-Beauty không ngừng học hỏi, nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với những chính sách đãi ngộ hỗ trợ nhà phân phối đại lý gia tăng lợi nhuận, gia tăng vốn, giúp hệ thống ngày càng phát triển bền vững hơn. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo hệ thống, các buổi họp mặt nhà phân phối, đại lý các cấp, cùng nhau chia sẻ, xây dựng và cùng phát triển hơn, gắn kết mọi người cùng chung lý tưởng kinh doanh, tự chủ về tài chính. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cùng với sự tin yêu của khách hàng, thời gian qua, thương hiệu K-Beauty đã vinh dự được vinh danh nằm trong top 10 thương hiệu uy tín sản phẩm chất lượng, dịch vụ tiêu dùng năm 2019, Thương hiệu vàng Việt Nam. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, như đánh dấu thêm vào cột mốc vàng son, công ty vinh dự lọt top 10 thương hiệu sản phẩm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam 2019 do Hiệp hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Bộ Y tế tổ chức tại thủ đô Hà Nội và được phát truyền hình trực tiếp trên kênh VTC. Và được phát truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6. Đây cũng chính là minh chứng cho một thương hiệu làm đẹp uy tín nhất tại Việt Nam, được người tiêu dùng trong nước và các cơ quan ban ngành công nhận. Tất cả những giá trị đó đưa thương hiệu K-Beauty sẽ không ngừng tiến bước vươn xa, hướng mục tiêu trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu. K-Beauty, mỹ phẩm cao cấp cho làn da. K-Beauty, mỹ phẩm cao cấp cho làn da. Chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền thanh toán quốc tế nhằm giúp cán bộ nhân viên củng cố và cập nhật những kiến thức cho cán bộ nhân viên đang làm các nghiệp vụ như hướng dẫn chuyển tiền vay, trả nợ nước ngoài, hướng dẫn chi tiết hồ sơ thanh toán tiền hàng tiếp nhận từ khách hàng, hướng dẫn thanh toán chuyển tiền đối với ngoại tệ mà DAB chưa mở tài khoản Nostro và các rủi ro liên quan đến chuyển tiền ra nước ngoài và báo có tiền về,
cũng như các nội dung của quy chế, quy định, hồ sơ thủ tục liên quan đến nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền quốc tế. Buổi học được diễn ra sôi nổi với những phương pháp giảng dạy của các giảng viên đến từ phòng thanh toán quốc tế. Nội dung bao gồm các kiến thức cơ bản về sản phẩm thanh toán quốc tế, giúp cán bộ nhân viên ở khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nắm vững các quy định hồ sơ thủ tục liên quan đến nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền quốc tế. Kết thúc chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền thanh toán quốc tế, các học viên đánh giá cao về chất lượng nội dung bài giảng, phương pháp truyền đạt và sự chu đáo, nhiệt tình của ban tổ chức trong suốt thời gian đào tạo. Và đây là nguồn kiến thức quan trọng giúp cán bộ nhân viên tại các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Chương trình Smile Hunter 2019 bước vào giai đoạn 2 với tên gọi Cùng nhau tỏa sáng sẽ mang lại cho cán bộ nhân viên nhiều giải thưởng có giá trị. Ngoài ra, trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng, cái này đi giống em. Ngoài ra, trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng chia thành hai nội dung khen thưởng. Đơn vị kinh doanh có kết quả chất lượng phục vụ tốt nhất của năm 2019 sẽ được ban tổ chức chấm điểm và bình chọn ra 3 đơn vị đứng tốt nhất, nhì, ba, có chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Những cá nhân có bài viết chia sẻ kinh nghiệm cũng như câu chuyện nghề hay về thực hiện chuẩn mực chất lượng phục vụ xuất sắc mà ban giám khảo cũng như khán giả bình chọn sẽ nhận được giải thưởng cao nhất, 400.000 mỗi giải mỗi tháng. Bên cạnh đó, những bài viết được yêu thích chia sẻ trên fanpage Đông Á Bank nhiều nhất cũng được nhận giải thưởng có giá trị 200.000 mỗi giải mỗi tháng. Từ ngày 1 tháng 10, 2019 đến hết ngày 28 tháng 2, 2020, khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Đông Á Bank sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 50% điện phí cho các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài thông qua hệ thống SWIFT. Khách hàng doanh nghiệp khi tham gia chương trình sẽ tiết kiệm được 50% chi phí thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình này còn giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh trong sản xuất, đẩy mạnh hoạt động giao thương, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa với các đối tác nước ngoài, nâng cao sự cạnh tranh trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Từ ngày 15 tháng 11, 2019 đến ngày 15 tháng 2, 2020, công ty Kiều Hối Đông Á triển khai chương trình Khai Xuân Như Ý, Phú Quý Toàn Niên. Chương trình áp dụng dành cho khách hàng nhận tiền từ nước ngoài gửi về thông qua hệ thống chi trả kiều hối của Đông Á trên toàn quốc khi áp dụng tất cả các giao dịch như chi trả tại nhà, chi trả tại quầy và chi trả thông qua hệ thống chuyển khoản. Với mỗi giao dịch chi trả thành công của khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng và điều đặc biệt hơn nữa là chương trình sẽ không giới hạn số lượng mã dự thưởng đối với một khách hàng. Do đó, khi khách hàng thực hiện càng nhiều giao dịch trong khoảng thời gian trên, sẽ tăng thêm nhiều cơ hội nhận được một trong các giải thưởng như sau. Hai giải nhất, điện thoại Samsung Note 10 cộng 256G. 8 giải nhì, điện thoại Samsung A50 128G. 10 giải ba, điện thoại Samsung A10S. 60 giải khai xuân với bao lì xì tiền mặt là 1 triệu đồng. Chương trình sẽ thông qua hình thức quay số điện tử được chia thành hai đợt. Đợt 1 dành cho các khách hàng có mã giao dịch phát sinh từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đợt 2 dành cho các khách hàng có mã giao dịch phát sinh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020. Đông Á Money Transfer tự hào 3 năm liên tiếp là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng thương hiệu xuất sắc về dịch vụ chuyển tiền kiều hối Việt Nam 2019, được tạp chí Finance Digest vinh danh. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tham gia chương trình Khai Xuân Như Ý Phú Quý Toàn Niên của Đông Á Money Transfer để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn nhé. Để biết thêm chi tiết về chương trình Khai Xuân Như Ý Phú Quý Toàn Niên của Đông Á Money Transfer, quý khách hàng vui lòng đến các chi nhánh và phòng giao dịch kiều hối Đông Á gần nhất hoặc liên hệ hotline 1900545492, 0932394439, website www.dongamoneytransfer.com.vn. Rồi, câu tiếp theo cái gì? Rồi, dạch dạch đút nút bên đút chồng ăn ha. Sáu lần nha. 2 3 dạch dạch đút bánh đút chồng ăn, dạch dạch đút bánh đút chồng ăn.